Chào các bạn, mình là Quỳnh. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong bản tin công nghệ của Taiwan Channel. Nghe tin có gió mùa, không biết các bạn có khỏe không, nhưng mà mình rất là khỏe để mình đưa cho các bạn những thông tin mới nhất về công nghệ. Chúng ta sẽ không điểm qua có những tin gì chính mà đi thẳng luôn vào bản tin nhé. Các bạn thân mến, ngoài việc những chiếc điện thoại iPhone 6S hay 6S Plus được nhập về liên tục để phục vụ nhu cầu của các thượng đế, thì chúng ta hãy cùng check xem trên kệ của Taiwan bây giờ có những sản phẩm gì mới nhé. Hiện nay trên kệ của Taiwan có rất nhiều sản phẩm mới. Chúng ta có thể kể đến Xiaomi Mi 4C, Asus Laser, Asus Selfie, Asus Go, Sony C5, đồng hồ InWatch C Plus Act hay Lenovo P1. Các bạn hãy đến ngay Taiwan để được tư vấn và mua những sản phẩm mới nhất nhé. Hai cái tên đang hot của hai chương trình khuyến mại tại Taiwan hiện nay đó là Cơn Lốc Xả Kho nhân dịp cuối năm và Gửi Quà Tặng Trao Yêu Thương nhân ngày 20 tháng 10. Với chương trình khuyến mãi Cơn Lốc Xả Kho áp dụng từ ngày 6 tháng 10 tới không biết bao giờ, Taiwan quyết định bán kho máy trưng bày có độ mới 95% với giá chỉ từ 990.000 đồng. Đã thế lại còn giảm giá tới 70% và áp dụng chương trình bảo hành 6 tháng 1 đổi 1. Với chương trình khuyến mãi nhân ngày 20 tháng 10 thì không kể bạn là gái hay trai, mắt nai hay mắt bổ câu trâu thì đều được hưởng lợi. Khi các bạn mua sản phẩm hot với giá giảm tới 2 triệu đồng sẽ nhận ngay phiếu bốc thăm 100% trúng thưởng iPhone 6S Rose Gold, Samsung Galaxy Tab S2, Sony M5 Duo và hàng nghìn phần quà hấp dẫn khác, tổng giá trị lên tới 200 triệu đồng. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn hãy truy cập vào website www.taiwan.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 1900 466 để được giúp đỡ nhé. Hiện tại iPhone 6S vẫn là một cái tên hot sau một loạt thông tin giảm giá. Cho dù giá đã chạm tới kịch sàn, tuy nhiên có rất nhiều bạn khôn ngoan và thông minh, không cần bỏ ra một số tiền lớn nhưng vẫn có thể sở hữu chúng. Chỉ với một hình ảnh chiếc iPhone 6S bị gãy như thế này mà có những 5 nam thanh nữ tú nhận là của mình. Sự việc chỉ được nhận ra khi những bức ảnh này được ghép lại và đăng trên trang Facebook khá nổi tiếng là bit.vn. Hiển nhiên, nó nhận được khá nhiều gạch đá để xây nhà. Có câu, thứ gì không phải là của mình thì mãi mãi không bao giờ thuộc về mình. Tuy nhiên, trong thời buổi hiện nay, việc đút túi cầm nhầm những đồ vật của người khác để sống ảo đã trở thành bệnh dịch. Theo thông tin hành lang, các nhà khoa học đang chế ra một loại vaccine để phòng chống bệnh dịch này. Tuy nhiên, giá thành khá đắt và người ta cũng không dám tung ảnh lên các phương tiện truyền thông vì rất sợ chúng sẽ bị photocopy. Microsoft vừa tung ra bộ đôi sản phẩm, bộ đôi sát thủ được coi là đối thủ của iPhone 6S, đó chính là Lumia 950 và Lumia 950 XL. 30 chưa phải là Tết và hơn nhau điểm gì thì phải trải nghiệm sản phẩm chúng ta mới có thể biết được. Tuy nhiên, với những thông tin mà Microsoft vừa đưa ra thì rõ ràng bộ đôi sản phẩm này đã hơn hẳn iPhone 6S ở một điểm, đó chính là camera sau của nó lên tới 20 megapixel. Lumia 950 có màn hình 5.2 inch, độ phân giải 2560x1440px, sử dụng vi xử lý Snapdragon 808, RAM 3GB, dung lượng lưu trữ 32GB và chạy Windows 10 Mobi. Ngoài ra, Lumia 950 còn có tính năng làm mát bằng chất lỏng khá thú vị. Lumia 950 cũng có khả năng chụp ảnh tốt nhờ camera 20 megapixel phía sau cùng đèn flash 3 tông màu và camera trước 5 megapixel. Microsoft cũng bổ sung camera hồng ngoại phía trước Lumia 950 cho phép người dùng mở khóa bằng khuôn mặt nhờ tính năng nhận diện khuôn mặt của Windows Hello trên Windows 10 Mobile. Lumia 950 sẽ lên kệ trong tháng 11 với mức giá là 549 USD, tương đương với 12,3 triệu đồng, còn Lumia 950 XL có giá 649 USD, xấp xỉ 14,5 triệu đồng. Ở Việt Nam, cho dù bạn có những cái tên lạ như thế này, thì có lẽ bạn cũng sẽ không bị Facebook sờ gáy. Tuy nhiên, nếu bạn sinh sống ở một nước với ngôn ngữ phổ biến nhất quả đất là tiếng Anh, thì có lẽ bạn đang trong vùng phủ sóng của Facebook. Bố Quỳnh rất là vui khi mà bố mẹ đặt cho một cái tên rất là đơn giản. Something long and complicated. Đó không phải là một cụm từ, mà đó chính là một cái tên của một anh chàng sẽ được nhắc tới trong phóng sự sau đây. Cái tên này dịch ra là một thứ gì đó dài và rắc rối. Trang Kiêu of Android cho biết, ban đầu thanh niên người Anh có tên William Wood. Vì một lý do nào đó trong năm 2007, anh này đã quyết định đổi tên về tên gọi kỳ quặc nói trên. Theo suy đoán của Taiwan, có thể anh ấy đã gặp bồng bột khi gặp sự cố nào đó trong đời như người yêu bỏ hay trượt lô. Đùa một chút thôi, lại nói về Facebook. Facebook cho rằng đây là một cái tên thiếu nghiêm túc và quyết định khóa tài khoản lại. Và mới đây thì trang cá nhân của anh này đã được mở sau 3 ngày bốc hơi.
Mặc dù là một công cụ ảo, tuy nhiên Facebook luôn khuyến khích người dùng sử dụng tên thật. Và đây là điều cơ bản để chứng minh rằng bạn là có thật. Với những cái tên độc và lạ thì bạn sẽ phải khó khăn hơn một chút để chứng minh rằng mình tồn tại. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin công nghệ số 2 của TechOne Channel. Xin chào và hẹn gặp lại! TechOne, uy tín và giá trị đích thực.